Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc nhìn tôn giáo, và trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ nói tiếp cái khía cạnh là bây giờ làm sao để chúng ta có thể tha thứ cho người khác, hay là bỏ qua, hay là thông cảm cho những người đã làm tổn hại đến mình. Tại vì nếu mà không tha thứ, không bỏ qua, hay là không thông cảm đó, tức là không tha thứ đó, thì có lẽ chúng ta sẽ phải nhớ những điều người khác làm cho mình bị tổn thương, bị đau đớn ở trong tinh thần hay là thể xác, hay là trong tình cảm, và rồi chúng ta sẽ mang những cái oán hận, những cái cay đắng, những cái buồn giận đó suốt cả cuộc đời của mình. Thì bây giờ làm sao để mà tha thứ và bỏ qua? Và rồi có những lúc chúng ta nói tha thứ và bỏ qua đó, nhưng mà tại sao vẫn nhớ hoài những cái gì người khác làm hại mình? Dạ, thưa quý vị, thưa một sư, thật ra khi mình nói chữ tha và chữ thứ tức là buông và bỏ, nhưng mà đôi khi có những cái vấn đề mình buông mà mình không bỏ. Thí dụ như mình bảo rằng mình buông những cái sự vướng mắc ở trong một tình cảm, buông những sự vướng mắc ở đối với lại những cái vấn đề làm nặng nhẹ mình, nhưng mình không bỏ được. Rồi đôi khi mình bỏ nhưng mình không buông. Thành ra chính vì cái chỗ buông bỏ, bỏ buông bỏ và không buông đó, nó vướng mắc trên cái tâm sinh lý của mình, là nó gợi lên mình phải nhớ lại hoàn chuyện cũ. Có một cái câu chuyện mà cũng vui, cũng nói tới vấn đề buông bỏ trong vấn đề tha thứ, là cái vấn đề mà con khỉ nắm cốc đó, nắm con cốc, là con khỉ đó là nó rất là sợ con cốc, mà mình đã sợ vậy thì mình bỏ đi, mà khi con để cái con cốc trên tay là con khỉ chết giấc. Nhưng mà khi nó chết giấc xong rồi nó vẫn nắm như vậy, nhưng mà khi nó thức dậy xong là nó thấy cốc ở trong tay nó nhảy, là nó la, nó chết giấc nữa. Thành ra trong cái vấn đề mà tha thứ và buông bỏ của mình nó cũng giống vậy. Có những cái mình biết nó khó, nó đau khổ, nó đủ thứ, nhưng mình bảo rằng mình buông nhưng mình không bỏ được. Đối với mình giáo lý mình Phật giáo Hòa Hảo thì cái tha thứ và sự buông bỏ là để trui rèn quân tập cho một cái người tín đồ bằng cái giáo lý tứ ân, bằng cái ơn. Cái ơn đó thì nó cũng phù hợp với lại trong những cái tư tưởng hàng ngày mình bảo rằng đó, là cũng như là mình thương những cái người mà ghét mình thương những cái người làm cho mình đau khổ cho mình. Thành ra trong cái giai đoạn buông bỏ, tha thứ đó, thì nghĩ cái người mà người ta đang hành hạ mình, nghĩ cái người đang nói xấu mình, nghĩ cái người mà đang gây cái sự thiệt hại đau khổ cho mình về thân thể cũng như về tinh thần. Hai phần. Phần thứ nhất là về cái nghiệp của tình mình có thể là gây kiếp trước, rồi kiếp này người ta trở ra đây, người ta hành hạ mình thì mình trả nghiệp. Cái thứ hai, đời hiện tại, là nghĩ rằng người đó là một người ơn của mình trong một cái giai đoạn nào đó. Thành ra đôi khi những cái sự hành hạ nói người ta đó, người ta giúp cho mình trui rèn huấn luyện lên, cũng giống như vàng vô lửa vậy đó. Thành ra nó trui rèn như vậy, thành ra mình mang ơn những người đó trong cái chiều hướng mà mình mang ơn vậy, nó sẽ lần hồi nó sẽ cởi bỏ bớt đi những cái vướng mắc, những cái nóng nảy, những cái oán hận mà người khác đưa đến cho mình. Cảm ơn cư sĩ. Dạ, xin mời Linh. Dạ vâng, ở đây câu hỏi được đặt ra đó là nếu mà một người họ xúc phạm tới mình, phải không ạ? Hoặc là họ làm tổn thương mình, thì làm sao mà mình có thể tha thứ cho họ được? Dạ vâng, thật sự thì nhiều khi chúng ta cứ nghĩ tới chuyện tha thứ đó là mình phải quên bỏ tất cả, rồi nhiều khi mình không có được bực buồn bực trong lòng, nhưng mà thật sự cái đó rất là khó trong tâm hồn của mỗi người. Và chúng ta nếu mà chúng ta nói tha thứ mà cái chuyện mà như nãy cư sĩ Dũng vừa mà nói mới buông bỏ đó, thì tôi nghĩ là cái điều đó nó cũng khó có thể thực hiện được, bởi vì con người cũng chúng ta không có điều khiển, mình không có điều khiển hết mọi cảm tính của mình, tức là cảm xúc của mình, cái cảm xúc buồn hoặc giận này nọ, mình khó mà điều khiển những cái điều đó hoàn toàn. Dạ, dĩ nhiên mình có thể điều khiển một phần nhưng mà không điều khiển hoàn toàn. Và vì vậy mà chúng ta thấy là trong cái niềm tin của Công giáo cũng vậy, Đức Giêsu Kitô ngài cũng giận như thường, ngài cũng bực bội như thường. Như ví dụ như câu chuyện mà ở trong đền thờ mà ngài đã đi đuổi những cái con buôn ở trong đền thờ đó, thì ngài cũng giận dữ, ngài cũng đánh, ngài cũng dùng roi để ngài quất, ngài quật, ngài đổ bàn của họ. Cho nên có cảm thấy cái sự giận dữ đó khi đứng trước những cái ác của con người. Cho nên vì vậy đó mà không có hoàn toàn là
là tha thứ không có nghĩa là mình có thể mình không có cảm xúc gì hết, ngoại trừ mình là người điên hoặc là người quên đó, thì mình mới không có những cảm xúc đó mà thôi. Điều thứ hai nữa đó là nhiều khi tha thứ nhưng mà không có phải là mình đối xử như là không có chuyện gì xảy ra, bởi vì thật sự mình cũng phải có sự khôn ngoan để cư xử với những người khác. Ví dụ như một người họ lừa gạt mình tha thứ cho họ, nhưng mà điều không có nghĩa là bây giờ, thí dụ bây giờ họ trở lại họ lừa gạt mình nữa thì mình lại tiếp tục để mình cho họ lừa gạt. Hoặc là ví dụ như một người mà lạm dụng tình dục trẻ em, mình tha thứ cho họ không có nghĩa là mình cho phép họ làm việc với trẻ em tiếp, bởi vì cái chuyện đó nó cũng sẽ có thể xảy ra. Cho nên cái sự khôn ngoan của con người, mình đối xử với họ, mình tha thứ với họ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình cư xử như là không có chuyện gì đã xảy ra. Mình cũng phải dùng cái khôn ngoan của con người của mình để mình đề phòng những cái điều bất trắc có thể xảy ra. Và tôi nghĩ nữa đó, một điều nữa, tha thứ đó, như ở trong Công giáo là như Chúa tha, nhưng mà Chúa tha không có nghĩa là Chúa tha trong bất cứ cái điều kiện nào, bởi vì Chúa tha thứ cho mọi người nhưng mà với điều kiện là người đó phải ăn năn thống hối trở lại thì mới nhận được cái ơn tha thứ. Cái việc đền tội của Chúa ở trên thập giá là đền tội cho tất cả con người rồi, tuy nhiên con người mình cũng phải chấp nhận và mình phải ăn năn thống hối thì mình nhận được những ơn tha thứ đó. Lý do rất là dễ hiểu là có những người ở trong địa ngục bởi vì họ không có nhận cái ơn tha thứ. Ơn Chúa cho tất cả mọi người nhưng mà những người đó họ không có mở lòng ra, họ không ăn năn thống hối, họ trở lại. Và vì vậy mà Chúa nói đó, mình một người như hồi nãy một sư Linh vừa mới trích cái câu trong Kinh Thánh mà ở Luca 17 câu 3 tới 4 đó, nếu một người mà phạm tội thì rebuke him, mà nếu mà họ ăn năn thì mình tha thứ cho họ, và nếu mà họ xúc phạm 7 lần và họ trở lại, họ ăn năn 7 lần thì mình cũng tha cho họ hết. Nhưng mà với điều kiện là họ phải ăn năn họ trở lại thì mình mới tha thứ. Còn bằng không, nếu mà họ không ăn năn thì mình đâu có điều kiện để mình tha thứ. Cho nên mình phải hiểu, nếu mà nói về đức tin Công giáo thì mình phải hiểu rõ những cái điều đó. Tha thứ trong đó nó có điều kiện là người đó cũng phải ăn năn thống hối. Tha thứ nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng còn những cái vướng mắc của cái tình cảm ở trong đó. Cho nên điều đó không có nghĩa là nếu mà mình chưa có cảm thấy vui vẻ thoải mái hoàn toàn là mình chưa có tha thứ cho hoàn toàn, điều đó không có nghĩa như vậy. Và một điều nữa là mình cũng dùng cái sự khôn ngoan của con người mình trong cái sự tha thứ. Cảm ơn Lê Mục. Xin mời Hoa Thượng. Thưa quý ngài và thưa quý vị, tôi cũng được lắng nghe quý ngài góp ý trong cái phần 2 này. Thì tôi cũng hiểu và cảm và đồng cảm với những cái sự trình bày đó. Thì mình cũng biết rằng cái chuyện mà tha thứ cho một người khác nó gần như nó trước hết là nó đòi hỏi thách thức nên mình dữ lắm, tức là mình phải dựa trên một cái sự suy nghĩ gì đó mình cho nó rộng rãi hơn cái điều họ làm khổ mình đó, thì mình mới dễ dàng để tha thứ họ được. Và cái sự dựa trên cái rộng rãi hơn để tha thứ họ thì điều đó nó cũng dựa trên cái nền giáo dục của mình. Ví dụ như được giáo dục trong tôn giáo, đây là Phật giáo, thì Đức Phật nói rằng cái ghét không thể trừ khử được cái ghét, mà chỉ có cái tình thương mới vượt qua được cái ghét. Thì cái ghét, người ta ghét mình hay mình ghét người ta, hai người oan trái với nhau thì chỉ có cái tình thương. Mà tôi thường hay gọi một cách đơn giản là thương và được thương, hiểu và được hiểu, tha thứ và được tha thứ. Trên căn bản là ai cũng vấp phải những điều nói không tốt, hành động không tốt, suy nghĩ không tốt. Do vậy một khi mà mình bị phải người kia đó, người kia có thể là vợ mình, có thể chồng mình, có thể ai đó, người thân yêu bên cạnh, hoặc là những người mình gặp dọc đường, thì mình phải có một cái phản ứng rộng rãi ra, thì tự nhiên á, nó không có cột với nhau lại. Mà một khi mà mình để cột với nhau lại thì cái sự cột đó càng ngày nó càng chặt, mà cái sự phản ứng của mình nó không có rộng rãi thì tự nhiên cái cột chặt đó nó trở nên cái sự khó khăn ở giữa hai người và nhiều người chung sống với nhau. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi và chúng ta cần phải tha thứ cho những người khác, cũng như ngược lại là chúng ta cần phải tha thứ cho những người làm tổn thương mình.
để rồi mình có thể kinh nghiệm hay là cảm nhận được cái tình yêu hay là cái sự tha thứ của Thiên Chúa. Và mình là một người tội nhân, mình đã được Chúa tha thứ rất là nhiều tội rồi, thì mình cũng phải hiểu là mình cần phải tha thứ cho người khác. Và cái người mà biết tha thứ hay là chúng ta cần tha thứ đó, thì để giải tỏa hay là giải phóng chính mình khỏi những cái sự cay đắng hay là những cái sự cầm buộc ở trong con người của mình. Vì nếu không, chúng ta để những sự cay đắng nó ăn sâu vào trong tiềm thức hay là trong tấm lòng đời sống của chúng ta. Và mỗi lần nhìn hay là nghe hay là thấy hay là ai nhắc lại cái tên của người nào đó hay là cái gì đó người đó đã làm cho mình đó, thì mình cứ giận dữ và những cái điều đó nó có thể làm tổn hại đến cái đời sống sức khỏe ở trong thân thể cũng như tâm trí tình cảm của mình. Và xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại trong sau phần thông tin thương mại.